Đến giờ cơm rồi. Ai đây? Đây là chồng em. Sao chị khóc rồi? Bác sĩ ơi, em cho cô có bị làm sao không ạ? Gia đình nên chuẩn bị tâm lý đi nhé. Cuộc sống của em đã thành ra như thế này, em không thể để anh cùng em mà rơi xuống vực sâu. Chua thì chị đừng ăn, đừng ăn, đừng ăn nữa. Em chỉ cần em được hạnh phúc. Em định giấu anh đến bao giờ? Bác sĩ ơi, bác sĩ, em sẽ cố gắng chuẩn bị tiền. Bác sĩ chữa bệnh cho em trai đi. Bác sĩ cứu em trai em đi. Tôi đã nói với cô rồi, đừng cố gắng chạy chữa nữa. Bác sĩ Mai. Cái gì đây? Bà cứ lấy lo cho em trai đi. Vậy nha, tôi đi đây. Anh biết tất cả mọi thứ. Tại sao lại tự đẩy anh ra, tự chịu tổn thương như vậy? Cuộc sống của em không người để quan tâm, còn rất nhiều thứ để suy nghĩ. Anh không hiểu được đâu. Em không muốn làm liên lụy đến anh, càng không muốn phải làm gánh nặng cho anh. Không có em, cuộc sống của anh chỉ toàn buồn bã. Anh hai, anh thấy em diễn giỏi chứ. Lần này anh đừng để đánh mất chị Mai nữa nha.